Đan Trường nhập viện sau live show Thiên đường vắng. Theo chuẩn đoán ban đầu, anh bị stress nặng và kiệt sức không thể ăn uống. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Tuấn, người quản lý của anh cho biết, trước show diễn, Đan Trường đã tỏ ra rất mệt mỏi nhưng vẫn gắn sức tập luyện, bảo rằng bao nhiêu con người đang trong đợi mình, không thể qua loa được. Trường thậm chí còn được các cán bộ của Sở Văn hóa, Truyền thông và Du lịch miễn duyệt chương trình, cho phép hát nhép, anh cũng không chịu. Trước đó, trong đêm công bố kết quả trao giải GMA, Đan Trường đã xin lỗi khán giả về tình trạng sức khỏe không tốt và tri ân những người đã ủng hộ mình. Trong đêm, anh vẫn hoàn thành từng tiết mục trong những tiếng vỗ tay của fan hâm mộ, dù sau đó phải được dìu vào cánh ga. Trả lời về hiện trạng của Đan Trường, ông Tuấn xác nhận anh đã về nhà chờ kết quả xét nghiệm máu. Hiện trường đã có thể ăn từng chút cháo, nhưng trông thấy thuốc là sợ không uống. Ông cho biết thêm rằng các show diễn sắp tới của đan trường đều sẽ hủy bỏ và ông phải nhờ cậy các ca sĩ đồng nghiệp hát thay anh ở những chương trình đã được lên lịch hoặc phải chấp nhận bồi thường hợp đồng. Ngành công nghiệp biểu diễn hiện đại là cổ máy bào mòn sức khỏe nghệ sĩ. Hàng loạt ca sĩ diễn viên Hàn Quốc đều phải tần nhập viện điều trị, thậm chí có người tự tử vì không chịu nổi các áp lực khác nhau.